Tái cấu trúc bộ não để thành công, cách xây dựng thói quen mạnh mẽ. Chào mừng bạn đến với video của ngày hôm nay, nơi mà chúng ta có thể cùng nhau khám phá, cùng nhau chia sẻ, xây dựng cái thói quen dẫn đến cái thành công nhất định, thành công bền vững. Thói quen không chỉ là những cái hành động lặp đi lặp lại hàng ngày mà còn là cái chìa khóa đưa bạn lên một cái tầm cao mới, một cái hàng ngũ những cái người thành công nhất, và lấy cảm hứng từ những cái cuốn sách nổi tiếng như là Atomic Habits, Thói quen nguyên tử của James Clear. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng sức mạnh của bộ não để tạo nên những cái thói quen bền vững mang lại kết quả hiệu quả đáng kinh ngạc. Bạn có biết rằng đến 70% các cái hành động hàng ngày của chúng ta là do thói quen chi phối không? James Clear thì trong Atomic Habits, Thói quen nguyên tử, đã chỉ ra những cái thói quen nhỏ tưởng chừng như là không quan trọng lại có thể tích lũy để tạo lên những cái thay đổi lớn lao, hình thành một cái thói quen mới có thể mất từ 18 đến 254 ngày, tùy thuộc vào cái tính chất cá nhân từng người. Điều quan trọng không phải là bạn bắt đầu nhanh như thế nào mà bạn duy trì nó như thế nào. Tăng cường trí nhớ, quy trình biến mọi thói quen thành cái tự động. Một trong những cái kỹ thuật mà mạnh mẽ nhất để hình thành cái thói quen mới là tăng cường trí nhớ quy trình của bạn. Các nhà nghiên cứu thì đã cho rằng trí nhớ là một cái quá trình bao gồm 5 giai đoạn chính. Thứ nhất đó là mã hóa, encoding. Thứ hai là lưu trữ, storage. Tiếp theo là nhớ lại, recall. Truy xuất là retrieval, và quên, forgetting. Phần não bộ giúp bạn thực hiện các cái hành động tự động như là lái xe hay là đánh răng mà không cần suy nghĩ. Để làm được điều này, hãy bắt đầu với việc hình dung chi tiết từng bước một, từng hành động một. Ví dụ, nếu bạn muốn bắt đầu pha cà phê tại nhà mỗi sáng thì hãy tưởng tượng từng bước từ việc bật máy cho đến khi rót cà phê. Điều này giúp bộ não quen với cái hành động trước khi nó trở thành thói quen thực sự. Đóng khung nhiệm vụ. Cách để duy trì thói quen. Hình thành thói quen thì đã khó, duy trì chúng còn khó hơn muôn vàn. Một khái niệm nổi bật được James Clear đề cập là đóng khung nhiệm vụ, tức là tạo ra những cái khoảnh khắc trước và sau khi thực hiện một hành động. Trước khi bắt đầu tập thể dục này, hãy nghĩ về cái cảm giác sảng khoái, yêu most của bạn sau buổi tập, thay vì chỉ tập trung vào nỗi vất vả, nỗi đau đớn khi mà bắt đầu. Điều này giúp bạn xây dựng được một cái khung tâm lý vững chắc, hỗ trợ việc hình thành và duy trì cái thói quen này. Giống như mình đi tập taekwondo cũng vậy, mình cũng tưởng tượng ra là một ngày mình sẽ được đai đen, thay thế thói quen xấu. Cách tái cấu trúc bộ não. Thói quen xấu là kẻ thù không đội trời chung với thành công. Và theo nghiên cứu thần kinh học thì một cách hiệu quả để phá bỏ chúng là thay thế ngay lập tức bằng một cái hành động tích cực. Chẳng hạn nhé, nếu bạn thường xuyên cầm điện thoại khi làm việc thì hãy đặt nó xuống và thay bằng một cái hành động tích cực như là uống nước hoặc là vươn vai lên, bằng cách liên tục thay thế những cái hành vi tiêu cực bằng hành động tích cực. Bạn đang từng bước một tái cấu trúc bộ não, tạo ra những cái thói quen mới bền vững. Và một ví dụ cụ thể nhé, nếu bạn thường xuyên lướt điện thoại trước khi đi ngủ khiến bạn trì trệ việc nghỉ ngơi này, hãy để điện thoại ra xa tầm với và thay vào đó là đọc sách, nghe audiobook hoặc là podcast thư giãn, nghe radio cũng được. Mình dùng một chương trình trên điện thoại của mình để quản lý thời gian trên mạng xã hội. Mình nghĩ là tất cả các điện thoại đều có như vậy. Mình sẽ chọn thời gian được phép sử dụng cho từng một ngày, ví dụ như là lướt Facebook, lướt Insta hay là bất cứ cái ứng dụng nào sẽ phải tắt đi cho đến sau một tiếng dùng này. Đấy, chương trình được gọi là Digital Wellbeing Parental Controls. Việc thực hiện những cái thay đổi này liên tục sẽ biến mọi hành động từ nhỏ cho tới lớn thành tự động, như là thói quen đánh răng hàng ngày thôi. Thì giống như cái việc mà bạn dùng Digital Wellbeing Control thì bạn cũng sẽ biết được là mình dùng bao nhiêu. Hãy là người kiến tạo thói quen thành công của chính bạn. Và thói quen thì không chỉ là những cái hành động lặp đi lặp lại, chúng là nền tảng của một cái cuộc sống thành công, hạnh phúc. Dù mục tiêu của bạn là nâng cao tài chính hay là cải thiện sức khỏe, hay đơn giản là sống tốt hơn mỗi ngày, thì việc hiểu và áp dụng các cái chiến lược dựa trên khoa học thần kinh thì có thể giúp bạn đạt được những cái thành tựu lớn lao hơn. Đừng quên rằng thành công không đến từ những cái thay đổi lớn lao hay to lớn gì, hay là ngay lập tức, mà là từ những cái thay đổi nhỏ từng bước một nhưng bền vững mỗi ngày, cho dù là 1%. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của mình. Nếu như bạn thấy những cái chia sẻ này hữu ích cho bạn thì hãy để lại bình luận cũng như là chia sẻ để lan tỏa giá trị này đến nhiều người hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn nhớ rằng hãy xây dựng những thói quen mạnh mẽ, là xây dựng một cuộc sống mà bạn luôn mơ ước đấy.